Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ vào kèo 300k của Cubin và Lê Bình. Nếu cái này Cubin thua, Cubin phải bôi kín mặt. Ghê. Ok, cho các bạn khán giả dự đoán tỷ số trận này đi ạ. Đây là trận thi đấu thử thách kèo 300k cho Cubin. Cubin thắng được 3 lít, còn thua là bị tô son kín mặt các bạn. Cảm ơn Minh Long, Lâm Trần Huy, Luân Nobi. Rồi, kèo 500 máu. Rồi, 1-0 dành cho Lê Bình. Ôi. Thế tôi đỡ mất tiền rồi. 3 lít đấy. Nếu mà thắng là được 3 lít đấy các bạn. Đây. Lê Bình và Cubin đấy nhá. Ai ôi, 272 máu. Ngày hôm nay thì không phải là ngày Việt thắng có thể solo các bạn. Nhưng mà tôi sẽ hẹn các bạn vào ngày mai, vì ngày hôm nay tôi solo tỷ lệ thua tôi rất cao. Các bạn nào mà đang xin slot để solo rồi mà các bạn chưa được bán thì các bạn tranh thủ đi ăn cơm đi. Không ai dành cho Lê Bình rồi. Các bạn tranh thủ đi ăn cơm cái kiểu nữa nhá. Tí chúng Việt thắng test tiếp khả năng ngày hôm nay anh Việt thắng sẽ like đến 2:30 này, 3:30 này. Khả năng là mình sẽ like tầm 4 giờ mình mới nghỉ cơ các bạn. Tầm khoảng 3:30 4 giờ mình mới nghỉ. Vì thế các bạn thời gian còn thoải mái ấy. Tại vì tối nay anh Việt thắng không like. Hôm nay, ngày mai và ngày kia là 3 ngày anh Việt thắng sẽ chỉ like vào buổi trưa thôi. Buổi tối thì để xem tình hình như thế nào đã. Nếu mà sớm thì chúng sẽ like không ạ? Vâng, 2-0 dành cho với chữ Lê Bình. Cái này là Cubin này. Heavy, cảm ơn Heavy Phú Đại đã gửi lửa trại nhá. Cảm ơn Bùi Tuệ nhá. Cảm ơn tình yêu. Trận này trận xanh chín giữa hai anh em nhà Lê Bình. À, khả năng thằng Hoàng ăn tương ớt xong đỏ mỏ rồi. Cắm cờ của chúng tôi này. Ơ kìa. Để không biết sấy như mấy cây vậy. Sấy được nhiều đấy các bạn. Cảm ơn Lò Hiếu, anh Lê Thị, Kirito, Trần Pháp và Trần Đăng gửi ở trại nhá. Các bạn dự đoán tỷ số trận thiếu này thế nào? Rồi, hay. Cubin toang rồi, Cubin toang tới công chuyện rồi. Rồi toang rồi. Bình ơi, phải thắng trận này cho anh để cho Cubin bị tô mặt. Bình ơi, không là vừa mất tiền mà vừa toang đấy, Bình. Cubin đang muốn trèo đây chơi bẩn với các bạn. Cubin, trèo đây bắn từ xa này. Thế thằng Bình biết không? Hai anh em ngồi cạnh nhau thôi các bạn ơi. Mình không biết. Vâng, nóng vội rồi đấy. Nóng vội không đợi được rồi. Rồi. Queen nó ke dưới cho mà xem. Cảm ơn Tâm Như, Kiên Trung, Bảo Nguyễn, Hoàng Chu, Pro Huy, An Bảo, Văn Ngọc và Len Quy TV đã gửi lời chạy nhé. Cảm ơn các bạn. Rồi, thần ke rồi. Rồi. Tới công chuyện luôn rồi. Ai ôi đau. Bình ơi đừng chơi dại Bình ơi. Thắng trắng luôn Bình ơi. Cú nghĩ là 6-0 đấy cháu ạ. May chăng là Bình đã thả trận là Bình thắng rồi. Bình tới công chuyện rồi. Bình chết rồi. Bin toang rồi. Tí tôi gạ đội siêu nhí gạ thằng Vinh. Thằng Vinh cam nét lắm các bạn. Cho nó kèo tự hủy tự bôi mặt. Giết đội trẻ con chỉ cho bôi mặt thôi. Ôi, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Đệ chú thắng mõm ở phòng nghe nhạc 1. Ok cháu. Cubin dãy đành đạch luôn các bạn. Toang rồi. Và khả năng nó mang thỏi son hơi bé. Ôi cái mặt của Cubin chắc hết nửa thỏi son của mẹ đánh chết đấy. Cubin ơi, Cubin là đi mượn thỏi son của mẹ mà. Không bốn rồi.
Để mình toang rồi. Hai anh em chơi một điện thoại nha. Hiện tại là hai anh em chơi một điện thoại nha. Rồi, tới công chuyện rồi. Rồi. Thế không hiểu sao thằng Hoàng Ngáo nó lấy khẩu trang nó đeo vào mồm luôn ạ. Tôi đang tính là lấy cái ảnh con khỉ, con tinh tinh ấy, tôi cho vào góc của thằng Hoàng ấy. Xong tôi cho cái đầu của nó vào. Thế là nó thành con tinh tinh các bạn. Mà sao lại đeo khẩu trang? Thằng Bình muốn chơi ăn thoát rồi, thằng Bình muốn chơi ăn thoát rồi. Bin là 6 trắng rồi, bin 6 trắng chắc đét rồi các bạn. 6 trắng rồi. Bin ơi, bin toang rồi, bin toang rồi, bin toang rồi. Kia. Thắng luôn đi mình ơi, thắng luôn đi em ơi. Thắng luôn này. Rồi Lê Bình thắng luôn này. Đẩy vào Bình ơi, Bình ơi đẩy vào. Chờ anh đẩy cam nhá. Cam để ngoài rồi. Đây 105 máu rồi. Win nhỏ nhỏ thì thao tác tay nhanh các bạn, thao tác tay mấy bạn nhanh lắm. Nhất nhất luôn đấy. Ôi. Kiếm kèo 3 lít cũng khó đấy, thằng Bình thì bắn rắn lắm. Rồi. Ôi, Bình ăn rồi. Ok, có gáy không? Không gáy, đang thua không gáy à? Đang bị dẫn trước không gáy à? Đây các bạn, được một pha rồi. À cái đám đấm này hôm qua tôi cho Queen 1 lít cổ tiền thằng Đạt đây này. Queen khả năng quay ra đám đấm à. Nhân phẩm tốt đấy. Mà nó quay ra từ cái sự kiện nào nhỉ? Tôi không biết cái sự kiện nào cái đám đấm này ta. Các bạn cho tôi hỏi là hiện tại bây giờ là cái sự kiện nào để ra cái đám đấm này vậy? Bình ơi thắng luôn đi em ơi, đừng để câu giờ nữa. Mọc. Thắng luôn mình ơi, thắng luôn. Vào luôn này, đẩy luôn này. Rồi. Rồi, tới công chuyện rồi. Thì một bên dính viên rồi. Cubi đấm Skyler trước rồi. Cubi đấm Skyler trước trong trường hợp này thì Cubi khả năng là toang rồi. À, nấp thùng rác ạ, này. Mỗi bên mất đi tầm khoảng hơn 100 máu rồi. Cubi không chơi bác 7, Bình chơi bác 7 các bạn. Bác 7 kéo tâm vào đầu khoái hơn đấy. Rồi. Ui. Hay thắng ơi. Rồi xong. Ok đây rồi. Sau đây là phần thi trang điểm. À. Ok, Cubin ngồi nghiêm túc luôn nào. Bình cho Cubin ngồi ghế nào cao lên. Đấy. Đấy, Cubin ngồi sát vào. Ôi, bây giờ Bình ơi, bây giờ anh bảo em cho nửa mặt trước đi. Kèo sau cho nửa mặt còn lại. Bây giờ chia đôi cái mặt ra. Ok, em chia đôi cái mặt Cubin ra, em vẽ một nửa mặt bên nào cũng được. Đấy. Cubin cười tươi nào. Ok. Sẽ bổ chứ. Anh em có biết trang điểm không, để anh trang điểm hộ thôi. Ê, bình lại. Nào ơi. Gãy son rồi anh em ơi. Cho ngắn thôi Bình ơi, ấn cái son thụt vào, dài quá nó gãy. Gãy anh ơi. Ôi, ấn thụt vào. Không sao. Họ bị chửi chết á. Không sao đâu, đưa tiền mẹ mua cây mới cũng được. Rồi, cho thụt em vào. Em vẽ râu mèo cho nó, mẹ vẽ râu mèo ấy. Mò ra. Chú mỏ ra. Ờ đúng rồi á. Ít chứ là bị gạo ấy chứ. Dạ, kiểu đồ ngon đấy em. Cho nửa mặt đây em. Ok. Tô tiếp đi Bình ơi. Tô tiếp bên nửa bên má. Tô kín thôi cho anh. Tô nhiều. Kín luôn. Cho nguyên kiểu cơn lốc màu da cam bên mặt luôn.
Cứ tô nhạt nhạt thôi, không cần tô đậm quá đâu, chỉ cần là kín mặt là được. Cho nguyên một kiểu như ở thổ dân da đỏ ấy, em cứ cho kín luôn cái đầu đi, trừ cái chán ra thôi, cho để cái chữ LBG, còn từ cái chỗ mà dưới cái chán đổ xuống em cứ tô kín hết. Cubi đừng nhăn mặt nó gãy son đấy. Ok, đẹp lắm, ok đấy. Gãy son về rồi xong, đẹp trai đấy, chưa khả năng là để thành ảnh đại diện được Cubi đấy, đẳng cấp đấy. Gọi bây giờ là Pin da đỏ, bây giờ đổi tên thành Pin da đỏ, ok. Cubi nghiêng mặt đây anh em cùng xem nào, đẳng cấp, ok. Kiểu gỡ không, gỡ không? Gỡ. Gỡ gì? Gỡ bây giờ cho kèo 11 round bắn gì để tự do tiếp gì? Dạ. Hay là chơi nguyên lục bạc đấy? Nó nguyên lục bạc có không lại đâu chứ ơi. Tự do đúng không? Nốt kèo gỡ này là tín mặt luôn này, kèo gỡ này là tín mặt này. Ôi trời, đẳng cấp. Rồi, ok, ok.